Hiện nay các nhà trường đang thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của công văn số 1989 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên trong quá trình dạy và học trực tuyến hiện nay còn gặp một số khó khăn, trong đó có việc xuất hiện các sự cố gây gián đoạn việc học. Trước thì em thường xuyên bị ao ra với cả mạng nó cũng chập chờn trong lúc đang học ạ. Thời gian gián đoạn nhiều nhất là 10-15 phút ạ. Hiện nay thì không còn khó khăn như trước nữa. Mạng nó cũng dần ổn định hơn. Không chỉ riêng em Phong, mà trên thực tế, theo thông tin phản hồi của nhiều phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh, thì có xảy ra tình trạng việc học trực tuyến bị chập chờn, gián đoạn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Thực tế thì cũng phải nhìn vào là cái gói cước của gia đình đang sử dụng. Đấy, ví dụ như là gia đình có sử dụng gói thấp hay gói cao, có cái lượng người mà sử dụng nhiều hay ít. Đấy thì với cái yêu cầu mà học online thì cũng cần có một cái đường truyền gọi là ổn định với cái băng thông lớn. Có thể là gia đình đang sử dụng các thiết bị cũ, cấu hình không đảm bảo thì đôi khi là máy tính sẽ tự đẩy ra chứ không phải là do hệ thống là quá tải. Khi mà cái lượng người dùng tăng đột biến ở cùng một thời điểm thì cũng sẽ vẫn có những cái tình trạng mà nghẽn máy chủ. Đấy, kết nối với máy chủ khó. Đấy, hệ thống mà càng nhiều người sử dụng thì lại càng dễ có những cái tắc nghẽn cục bộ. Hiện nay các nhà trường cũng đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác dạy học trực tuyến, trong đó có việc xây dựng đội ngũ hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Có phương án lựa chọn một hệ thống giảng dạy chính thức và một hệ thống giảng dạy dự phòng để sử dụng khi có các sự cố do hệ thống hoặc đường truyền. Sắp lịch học so le sáng chiều, tránh học cùng một thời điểm. Về đường truyền thì trước đây là chúng tôi sử dụng là 50 mê, thì hiện nay là chúng tôi đã nâng cấp đường truyền lên là 200 mê và nhà trường cũng có một cái phòng học trực tuyến đầy đủ các cái trang thiết bị hỗ trợ tốt nhất cái kết nối với học sinh trong cái quá trình học tập online. Bên cạnh việc các doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh nỗ lực triển khai các giải pháp trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ đường truyền để công tác dạy và học không bị gián đoạn, thì cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ từ phía phụ huynh học sinh, cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các cháu trước khi tham gia mỗi buổi học như thiết bị đường truyền, tài khoản hệ thống, chuẩn bị thêm các đường truyền dự phòng khi có lỗi về kết nối của mạng dây thì có thể chuyển sang kết nối không dây qua sóng 4G. Nếu kiểm tra không phát hiện lỗi thì liên hệ đường dây hỗ trợ kỹ thuật của nhà trường để khắc phục sự cố.